Ngậm thứ này trước khi đi ngủ, cao răng bật ra từng mảng, hôi miệng kinh niên cũng khỏi ngay. Bạn sẽ thấy kinh ngạc khi những miếng cao răng bật ra từng mảng sau khi ngậm thứ này. Những cặn cứng của muối vô cơ là canxi carbonate và phosphate, và các cặn mềm là mảnh vụn thức ăn, các chất khoáng trong miệng sẽ hình thành những mảng bám màu vàng nâu hoặc nâu đỏ trên chân răng và xung quanh cổ răng, gọi là cao răng hay vôi răng. Cao răng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên các bệnh lý về răng miệng nguy hiểm như viêm răng, viêm nha chu, sâu răng. Không chỉ vậy, những vi khuẩn có hại trong cao răng khi tác động đến níu, tụt níu, lộ chân răng, lâu ngày có thể khiến răng lung lay, thậm chí tiêu xương. 1. Nguyên liệu: đường nâu, nước lọc, muối biển sạch. 2. Cách làm. Bước 1. Cho một lượng vừa phải muối biển tinh vào 1/2 cốc nước lọc. Bước 2. Khuấy đều để muối được hòa tan hết vào nước. 3. Cách sử dụng. Bước 1. Bạn cần súc miệng bằng nước ấm khoảng 30 giây để loại bỏ một phần nào đó vi khuẩn bên trong khoang miệng. Bước 2. Ngậm 1/2 thìa cà phê đường nâu trong miệng khoảng 15 phút. Bước 3. Trong khoảng thời gian ngậm, bạn đưa lưỡi từ từ sang hai bên sao cho những hạt tinh thể đường nâu được bọc kín từng chiếc răng. Bước 4. Đến khi nước bọt tiết ra hòa quyện với đường nâu trong miệng thì súc miệng nhẹ nhàng để chúng phát huy được hiệu quả. Bước 5. Đợi khoảng 10 đến 15 phút thì bạn đánh răng lại như bình thường. Bước 6. Sử dụng nước muối pha loãng đã được chuẩn bị trên, xúc đi xúc lại nhiều lần trong vòng 1 phút để làm sạch khoang miệng hiệu quả. 4. Lưu ý: bạn cần hạn chế tối đa nước có ga, cà phê, ăn đồ quá nóng hay quá lạnh làm hỏng men răng, dẫn đến tình trạng sâu răng, vàng ố. Bạn nên đánh răng 2 lần trên ngày vào buổi sáng và buổi tối, súc miệng bằng nước sạch sau mỗi bữa ăn, nhằm giúp hàm răng luôn được bảo vệ một cách hiệu quả khỏi mảng bám. Chúc các bạn luôn có hàm răng đẹp và sáng bóng. Môi thơm mấy cũng trở nên hồng hào chỉ sau vài phút với loại quả này. Nếu thực hiện theo chỉ dẫn dưới đây, chắc chắn bạn sẽ có đôi môi hồng hào tươi tắn và tự tin hơn khi nở nụ cười. Môi hồng tự nhiên luôn luôn là biểu trưng cho cái đẹp. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có được đôi môi nhuận sắc như vậy. Không ít người sở hữu đôi môi đã dày lại còn thâm. Thậm chí, nhiều nước châu Á, người ta quan niệm phụ nữ môi thâm thường xấu tính, số mệnh không tốt. Kỳ thực, thực tế không phải vậy. Môi thâm phụ thuộc khá nhiều yếu tố, trong đó một phần do tác động môi trường, thói quen ăn uống, sinh hoạt, cách chọn loại son của từng người. Vitamin C trong chanh giúp cân bằng sắc tố. Ngoài ra, chanh còn chứa nhiều axit citric có tác dụng tẩy tế bào chết cho môi, trị thâm môi, mang lại màu sắc môi vốn có và đẩy lùi những đốm thâm sạm trên môi. Mật ong là một trong những chất giúp môi mềm mại hơn. Hai chất này kết hợp lại sẽ nhân ba tác dụng và giúp đôi môi bạn đẹp hoàn hảo theo thời gian mà đôi khi chẳng cần đến sự hỗ trợ tác dụng của loại son môi đắt tiền. Nguyên liệu cần chuẩn bị như sau: một quả chanh và một thìa mật ong nguyên chất. Cách làm: đầu tiên, bạn vệ sinh môi bằng nước ấm, lấy bàn chải đánh răng lông mềm mại chải nhẹ lên môi để loại bỏ tế bào da chết. Việc này sẽ giúp các dưỡng chất sẽ hấp thụ vào da môi dễ dàng, mang đến hiệu quả tốt nhất. Cắt đôi quả chanh, nhỏ vài giọt mật ong nguyên chất lên mặt quả, dùng nửa quả chanh đã chuẩn bị chà nhẹ lên môi trong vòng 1 đến 3 phút, thư giãn thêm 15 phút để các dưỡng chất phát huy tác dụng, rồi rửa lại với nước sạch. Thực hiện công thức 2 đến 3 lần mỗi tuần. Một thời gian sau, đôi môi sẽ lấy lại vẻ tươi tắn, căng mọng, quyến rũ. Cho thứ này vào nước uống buổi tối, tốt hơn dùng thuốc bổ 10 năm. Thứ nhất, cho mật ong vào nước ấm, uống trước khi đi ngủ. Mật ong, đường, vitamin có thể điều chỉnh chức năng hệ thần kinh, làm giảm căng thẳng thần kinh, thúc đẩy giấc ngủ và không có tác dụng phụ. Một ly mật ong trước khi đi ngủ có thể giúp bạn giảm bớt căng thẳng, đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ. Lợi ích từ nước mật ong: 1. Thanh lọc cơ thể. Mật ong và nước ấm giúp xả sạch các độc tố ra khỏi cơ thể của bạn. Uống nước ấm pha mật ong thường xuyên sẽ giúp bạn loại bỏ các độc tố có thể tích tụ và gây bệnh. Thêm chanh vào hỗn hợp cũng mang lại nhiều lợi ích. Chanh giúp lợi tiểu, xua tan độc tố thường xuyên hơn và giữ đường tiết niệu của bạn khỏe hơn. Chanh có chứa axit citric giúp tối đa hóa chức năng enzyme và lần lượt kích thích gan và giúp thải độc. Thứ hai, giữ gìn hệ tiêu hóa. Uống một ly nước ấm pha mật ong vào mỗi sáng sớm giúp cải thiện tối đa hệ tiêu hóa của bạn. Mật ong có tác dụng sát khuẩn và làm giảm nồng độ axit trong dạ dày của bạn, đồng thời tăng sản xuất dịch nhầy trong ruột. Nó cũng giúp đại tràng hoạt động hiệu quả hơn và giúp chất thải trong cơ thể dễ dàng được đẩy ra ngoài. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh cũng là yếu tố hàng đầu để giữ gìn cân nặng, cho bạn hệ miễn dịch tuyệt vời. Như đã nói, mật ong có tính sát khuẩn cao, do vậy khi bạn uống nước pha mật ong,
Sẽ sản sinh ra nhiều loại enzyme, vitamin và khoáng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại những vi khuẩn có hại. Một nghiên cứu cho thấy mật ong Manuka thậm chí có thể giúp chống lại các vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh. Mật ong cũng là một chất chống oxy hóa, ngăn ngừa được vấn đề mùi cơ thể trên da, giảm dị ứng. Bằng việc sử dụng mật ong địa phương, cơ thể bạn sẽ thích nghi với phấn hoa tại địa phương, từ đó sẽ giúp hạn chế sự nhạy cảm của cơ thể đối với môi trường. Đó cũng là cách loài ong thích nghi với môi trường rộng lớn. Có thể khi dị ứng, bác sĩ thường khuyên bệnh nhân tránh nước và chắc chắn không hề có tác dụng nào khi bị dị ứng, nhưng nước pha mật ong lại là một liều thuốc khác. Chăm sóc da trước khi đi ngủ là một công đoạn không thể thiếu để có làn da sáng mịn và khỏe mạnh. Có rất nhiều chị em cảm thấy mệt mỏi đến nỗi không muốn chăm sóc da trước khi đi ngủ. Điều này là tối kỵ, bởi dần dần nó sẽ trở thành một thói quen xấu tàn phá làn da của bạn. Hãy nhớ, dù bạn có bận rộn hay mỏi mệt đến đâu, cũng không được bỏ qua 10 công đoạn sau. Thứ nhất, rửa sạch da, massage hỗ trợ làn da thêm hồng hào. Trước khi đi ngủ, làm sạch da được coi là bước chăm sóc căn bản nhất. Hãy lấy một chút kem rửa mặt và đánh bông lên, sau đó sử dụng ngón giữa và ngón trỏ massage nhẹ nhàng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Sau đó dùng nước mát rửa sạch mặt, không để bọt sữa rửa mặt còn lại trên da. Thứ hai là sử dụng giấm, mẹo nhỏ để bảo vệ da. Trước khi đi ngủ, bạn có thể tắm nước ấm có pha một vài giọt giấm và tinh dầu theo tỷ lệ 5:1 để giải phóng cơ thể khỏi mệt mỏi, giúp cơ thể nhẹ nhàng và dễ chịu, không còn bị khô. Nên nhớ không được tắm nước quá nóng, sẽ làm da khô hơn. Thứ ba là sử dụng vỏ cam quýt để giải cứu làn da. Sau khi ăn xong, bạn không nên vứt vỏ bưởi, cam hay quýt đi, mà nên rửa sạch, phơi khô rồi cho vào những chiếc túi bằng gạc y tế. Mỗi ngày có thể tắm nước ấm, ngâm vỏ cam quýt trước khi đi ngủ sẽ làm da không còn khô nữa và mềm mại hơn. Thứ tư là uống nước trước khi đi ngủ. Trước khi đi ngủ hãy uống một ly nước mát. Tế bào da của bạn sẽ được bổ sung nước, nuôi dưỡng da mịn màng và tinh tế hơn, tránh da khô. 5. Bữa tối không ăn quá no. Nếu bữa tối bạn ăn quá nhiều, khi đi ngủ mạch máu sẽ tập trung ở bụng, làm cho tuần hoàn máu trên gương mặt bị giảm bớt, ảnh hưởng đến màu sắc da, nên tránh các món ăn quá nhiều muối. Ăn không nên uống rượu, nếu không sáng sớm ngủ dậy rất dễ thấy bọng mắt sưng. 6. Tẩy trang để da sạch. Khi đi ngủ, việc tẩy trang sạch sẽ để đánh thức làn da là rất cần thiết để da hô hấp và bài tiết chất độc. Nên nhớ hãy sử dụng nước tẩy trang chuyên dụng cho các vùng da nhạy cảm như môi và mắt. 7. Là mặt nạ cho mắt. Bá trà, túi lọc để vào tủ lạnh. Đến tối đắp lên mắt chừng 10 phút, sau đó rửa sạch và thoa kem dưỡng mắt sẽ có tác dụng thần kỳ trong việc làm giảm vết chân chim, giúp vùng mắt sáng đẹp. 8. Chăm sóc vùng cổ. Da cổ rất mỏng và yếu, do đó bạn cũng phải đầu tư thời gian để chăm sóc nếu không muốn nếp nhăn tuổi tác in hằn và tố cáo bạn. Khi rửa mặt mỗi tối, đừng quên làm sạch vùng cổ, sau đó thoa các loại kem dưỡng ẩm và massage nhẹ nhàng cho vùng da này luôn căng. 9. Sữa. Chắc chắn bạn không còn lạ gì tác dụng của sữa đối với vẻ đẹp và giấc ngủ. Đối với những người hay bị mất ngủ, có thể uống một ly sữa ấm sẽ giúp thư giãn hệ thần kinh, làm bạn dễ chìm vào giấc ngủ hơn, có hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc ngủ nào. 10. Không thức quá khuya. Thay vì làm việc đêm quá khuya, vừa không tỉnh táo vừa tàn phá nhan sắc, bạn không thức dậy sớm hơn một chút và làm vài động tác thể dục rồi tiếp tục công việc, chắc chắn bạn sẽ thấy hiệu quả hơn nhiều. Ngoài ra, tránh xa thuốc lá, rượu, bia, cà phê, làn da của bạn sẽ chẳng còn phiền hà bởi nếp nhăn. Làn da sẽ mịn màng, tươi sáng, thật quyến rũ hơn rất là nhiều. 5 thực phẩm thần thánh thanh lọc phổi đặc biệt hiệu quả dù với người hút thuốc lá bao nhiêu năm. Bệnh về phổi là một trong những căn bệnh phổ biến nhất trên thế giới. Cần phải nói rằng phổi là một trong những bộ phận quan trọng trong cơ thể bạn. Mỗi ngày, một người trung bình hít thở khoảng 20.000 lần. Việc hô hấp thông qua phổi và nó phải làm việc cả ngày để hít và xả những khí cần thiết cho sự sống. Các bệnh về đường hô hấp biểu hiện ở mức độ nhẹ đến mức độ nặng như bệnh hen suyễn, viêm phổi, ung thư phổi, viêm phế quản, xơ nang và những bệnh khác có thể đe dọa đến tính mạng con người. Tập thể dục, không hút thuốc và tránh môi trường ô nhiễm là cách phổ biến nhất để đảm bảo phổi được khỏe mạnh ở mỗi người. Tuy nhiên,
Một chế độ ăn đúng cách cũng đóng một vai trò lớn trong việc chăm sóc sức khỏe cho lá phổi của bạn. Đây là lý do tại sao việc kết hợp những thực phẩm dưới đây vào chế độ ăn lại quan trọng để giữ sạch phổi và làm mới cuộc sống của bạn. Dưới đây là những thực phẩm tốt nhất để làm sạch phổi của bạn. 1. Thực phẩm có chứa caroten. Caroten là chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ mắc ung thư phổi. Chất chống oxy hóa này được chuyển hóa từ vitamin A giúp giảm nguy cơ hen suyễn. Phương pháp: bổ sung caroten trong các loại rau quả có màu cam hoặc đỏ như cà rốt, bí ngô, đào, khoai lang đỏ, khoai lang vàng, bí đỏ, mơ, dưa vàng, vân vân. Những loại rau có màu xanh đậm như bông cải xanh, rau bina, cải xanh, vân vân. 2. Thực phẩm chứa axit béo omega 3. Loại axit béo này rất quan trọng với sức khỏe của bạn. Những nghiên cứu sơ bộ cho thấy những thực phẩm giàu axit béo có những tác dụng tốt đối với bệnh hen suyễn. Nếu bạn không hấp thụ đủ chúng trong cá thì hãy lựa chọn cho thực đơn của bạn các loại hạt. 3. Gừng. Loại gia vị này rất dễ kết hợp vào bữa ăn của bạn để thêm hương vị và tăng cường sức khỏe. Chức năng kháng viêm sẽ làm sạch những chất ô nhiễm còn sót lại trong phổi, nguyên nhân dẫn đến các vấn đề sức khỏe. Gừng có chức năng kháng viêm sẽ làm sạch những chất còn sót lại trong phổi. 4. Thực phẩm chứa vitamin C. Các loại thực phẩm chứa hàm lượng vitamin C cao giúp phổi vận chuyển oxy đi khắp cơ thể một cách có hiệu quả. Bổ sung những thực phẩm giàu vitamin C tốt cho phổi như trái cam, ớt chuông, chanh, bưởi, nước ép rau và cà chua, dâu tây, bông cải xanh, dứa, xoài và dưa đỏ. 5. Nước. Nước giúp cho hệ tuần hoàn hoạt động tốt hơn, đồng thời giúp cho phổi luôn sẵn sàng loại bỏ những độc tố không mong muốn. Phương pháp: đảm bảo lượng nước từ 2 đến 3,5 lít trên ngày trên một người. Mật ong chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, thời gian uống mật ong khác nhau cũng đem lại những lợi ích sức khỏe không giống nhau. Thời điểm uống mật ong tốt nhất trong ngày sẽ là điều bạn cần lưu ý mỗi khi bắt đầu một ngày mới, vì mỗi thời điểm uống lại có một công dụng khác nhau. Hãy thử xem mình nên uống mật ong khi nào là tốt cho sức khỏe nhất. Nếu bạn uống mật ong, bạn hãy chọn cho mình thời gian uống tốt nhất tùy theo mục đích của mình. Lưu ý rằng mật ong chỉ nên pha với nước ấm dưới 50 độ để tránh phá hủy enzyme, làm mất những tác dụng quý báu của nó. 1. Uống mật ong vào sáng sớm để làm sạch dạ dày. Uống một cốc nước mật ong vào sáng sớm giúp làm sạch dạ dày, đồng thời giúp cơ thể loại bỏ chất thải. Hình thành được thói quen như vậy sẽ giúp cơ thể luôn được làm sạch kịp thời. Nếu thường xuyên uống mật ong vào buổi sáng, bạn sẽ thấy mình đi tiêu gần như đều đặn mỗi ngày. Năng lượng do mật ong tạo ra cao hơn so với sữa khoảng 5 lần. Nhờ vậy, nó có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể người trong khoảng thời gian rất ngắn, loại bỏ cảm giác mệt mỏi và đói bụng thường xuyên xuất hiện vào sáng sớm. Buổi sáng uống mật ong, bạn còn có thể nhanh chóng bổ sung vật lý, vì vậy tinh thần cũng thoải mái và hưng phấn tích cực hơn. Thứ hai, uống mật ong vào buổi chiều giúp bổ sung năng lượng. Vào buổi chiều, khoảng giao thoa giữa trưa và bữa tối cũng là thời điểm cơ thể mệt mỏi nhất và đòi tiêu thụ năng lượng rất lớn. Lúc này cơ thể đang trạng thái đói, bổ sung một cốc mật ong ấm sẽ xóa đi sự hỗn loạn của não bộ, đồng thời giúp tinh thần tỉnh táo hơn. Các chất đường trong mật ong được cơ thể hấp thụ rất nhanh, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trong máu. Một cốc nước mật ong đúng lúc giúp bổ sung năng lượng và là nền tảng cung cấp cho các hoạt động của 2-3 giờ tiếp theo. Đặc biệt, đối với vận động viên hay những người hoạt động thể chất cường độ cao thì uống một cốc nước mật ong trước và sau khi làm việc căng thẳng cũng rất hữu ích. Thứ ba, uống mật ong trước khi đi ngủ hỗ trợ giấc ngủ và an thần. Người Trung Quốc có câu nước muối mỗi sáng, nước mật ong mỗi tối. Câu đó có nghĩa là nước muối uống lúc đói khi dậy sớm mỗi ngày, mỗi đêm trước khi đi ngủ uống nước mật ong. Mật ong, đường, vitamin có thể điều chỉnh chức năng thần kinh, làm giảm căng thẳng thần kinh, thúc đẩy giấc ngủ và không có tác dụng phụ. Một cốc nước mật ong trước khi ngủ có thể giúp bạn giảm bớt căng thẳng, đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ. Thứ tư, uống mật ong sau bữa ăn, thúc đẩy tiêu hóa. Mật ong có tác dụng điều tiết chức năng tiêu hóa, khiến dạ dày tiết axit nhiều hơn bình thường. Sau khi ăn, đặc biệt là sau khi ăn no, chức năng tiêu hóa của dạ dày dễ bị suy giảm, đi tiêu khó. Một cốc mật ong giúp tăng cường vai trò của nhu động ruột,
có thể thúc đẩy bài tiết axit dạ dày bình thường, rút ngắn thời gian đại tiện một cách đáng kể, khiến bạn có cảm giác nhẹ bụng hơn. Như vậy cũng giúp bạn hạn chế bớt được những tác động xấu của những bữa ăn tối quá đà. Thứ năm, uống mật ong trước bữa ăn, ngăn chặn axit dạ dày. Mật ong có thể đóng một vai trò điều tiết trong việc bình thường hóa hoạt động tiết axit của dạ dày. Trước bữa ăn nửa giờ, một cốc nước mật ong có thể ức chế tiết axit dạ dày, do đó làm giảm kích thích niêm mạc dạ dày. Đối với những người bị viêm loét dạ dày thì uống một cốc nước mật ong ấm mỗi ngày, 10ml mật ong pha với một cốc nước ấm. Sau một thời gian, tình trạng viêm sẽ giảm đáng kể, thậm chí khỏi hẳn. Thực hiện uống một cốc nước mật ong chừng nửa giờ trước bữa ăn. Trên đây là 5 thời điểm tốt nhất để uống mật ong. Bạn hãy chọn cho mình thời gian tốt nhất tùy theo mục đích của mình. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.